Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Chơi ăn gì. Và hôm bây giờ là khoảng 12 giờ rồi. Và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục làm chương trình Chiều nay ăn gì. Và những thành viên quen thuộc của chúng tôi, đầu tiên là anh Phong. Hi, chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn món cơm bình dân ở Bà Rịa thôi. Và hôm nay chúng ta đi ăn cơm bình dân. Và có vẫn là anh Chí. anh Chí nói gì anh Chí? Nói chung mình hôm nay là hết tiền rồi, mình tiết kiệm nên mình ăn ghé quán cơm bình dân. Quán cơm này thì cũng dành cho nhân viên văn phòng hoặc là những lao động bình thường. Thì một lát nữa các bạn sẽ đến và xem những món ăn của cái quán này nha. Ok. Dũng, nói gì Dũng? Thôi mình chỉ đi ăn thôi, không biết nói gì. Ok, rồi. Tí nữa hẹn gặp lại các bạn. Các món ăn ở cái quán này, đặc biệt là những món ăn là nấu cho những nhân viên văn phòng, ví dụ như không có thời gian á, mua thức ăn ăn sẵn về. Quán thì cũng có món cay, món mặn, có trên 50 món cho các bạn order. Hôm nay mình đưa các bạn đến quán cơm Thúy. Quán này cũng có mặt cũng khá lâu rồi, hơn 20 năm ở Bà Rịa rồi, bên quận Sông Vinh. Đây, ngay cầu Sông Vinh này mình ngó qua. Rồi, vô anh Văn. Rồi, các bạn vô tham quan các món quà cũng đây nha. Chị là không? Có cho mọi người. Đây. Đây là các món chay. Món chân, cá cơm. Tất cả các món. Không có thời gian nấu ăn, đến đây mua thức ăn sẵn đem về nhà bắt nồi cơm lên là ăn rất là thuận tiện. Ngoài bán cơm ở đây còn bán đồ ăn nữa, món gà kho sả ớt. Ok, anh chị trứng chiên cẩm với lại gà chiên. Ăn món trứng gà chiên nước mắm với lại mắm với canh cả dân bán em ơi. Bây giờ anh Phong sẽ thử cái phần cơm của anh Phong. Rồi, mình thử chặt với nhau. Đây là cái lớp trong vỏ trứng, quết lên lớp trên. Này mắm, rồi mỗi cho bác sĩ nó là mắm miếng nấm mèo. Nấm mèo thêm nữa nha. Không quá mặn, không bị hôi, cái mùi mắm nhiều, ăn vừa quá, ngon. Gà họ có sả ớt tẹo xong miếng thịt gà ta lại có cặp này, cái đây là gà ta nha các bạn, xăng cứng lại cho ta ăn dai ngon. Cái chả canh của quê phòng rất là ngon, thịt băm giống thịt giò xay, cái cà chua này cà chua chanh buổi trưa bán mà có bán uống mát, đặc biệt là những buổi trưa nóng như thế này mùi gai ngon nữa đó mát. Miếng rau má này là sẽ bị ra máu nếu mà mình không có tiền. Hôm nay tổng cộng hết nhiêu anh Phong? Tổng bốn anh em mà còn quá trời quá đất luôn, các bạn thấy nữa không? Tổng bill là 125.000. 125.000 chia ra là mỗi người hết chỗ khoảng là 30.000. Ăn có rau má luôn. Mở từ thứ mấy đến thứ mấy cô? Có nghĩ ngày nào? Ngày nào cũng mở hết. Từ mấy giờ đến mấy giờ? 6 giờ sáng tới 8 giờ tối. 6 giờ sáng đến em. Ok. Rồi, thì cảm ơn cô ạ. Dạ. Vâng, và bây giờ anh em chúng tôi đã no nê và quay trở lại với công việc thường nhật. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chương trình. Bye bye.